Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn thân mến, và đến với tuần lễ này thì thử thách dành cho các bạn thí sinh của chúng tôi không phải là những cái tạ rất là nặng, cũng chẳng phải là phòng gym với một cái anh PT đẹp trai cực kỳ nghiêm khắc nhắc nhở từng giây từng phút về việc giảm cân. Thưa quý vị, chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi đến mái ấm Thiên Phước và nơi nuôi dưỡng những người già cơ nhỡ, đó là chùa Diệu Pháp. Và chuyến hành trình này đã thử thách các bạn như thế nào? Mời quý vị cùng xem đoạn video clip sau đây. Hành trình bước nhảy ngàn cân trong tuần này đã đưa chúng tôi đến với một hoạt động bất ngờ. Không có những thử thách vắt kiệt sức lực và tinh thần, mà chỉ có chuyến đi của tình thương và lòng sẻ chia. Đón chúng tôi là những cái ôm, những nụ cười ngô nghê nhưng luôn ánh lên sự khát khao hơi ấm gia đình. Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời. Thiếu có thiếu tình cảm của mọi người. Nội thích khách lắm. Cứ mỗi lần có khách đến là bé sẽ ôm. Vì á, lúc mà chúng em đến làm ở đây nè, thì chúng em cứ thấy bé thì chúng em hay bắt tay rồi ôm bé vào lòng. Thì từ lúc đó giống như là nó biết được rồi, cho nên là cứ thấy ai đến là nó sẽ bắt tay và nó sẽ ôm. Nó muốn có người chơi á. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời. Khi được chúng tôi bế trên tay, những đứa trẻ tưởng chừng như bị giam hãm trong bóng tối của sự vô tri bỗng nép sát vào chúng tôi với ánh mắt buồn sáng. Sáng giờ thì Lộc, Huỳnh Mến, Hà Lộc và Trúc Anh cũng như các bạn top 6 thí sinh có ghé thăm các bé, các trẻ em ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước. Tụi mình quyết định là cùng nhau mỗi người một tay để đi chọn mua một cái tủ để tặng cho các bé, để có một cái tủ đựng thức ăn mà an toàn, sạch sẽ, vệ sinh. Các em không thể nói, không thể sinh hoạt bình thường, nhưng có một ngôn ngữ đã kết nối chúng tôi với nhau. Đó chính là âm nhạc. Giá như giây phút tràn đầy niềm vui này sẽ kéo dài mãi để có thể bù đắp phần nào những thiệt thòi của các em. Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Chia tay mái ấm Thiên Phước, chúng tôi chuẩn bị những phần quà để đến thăm nơi nuôi dưỡng người già neo đơn ở chùa Diệu Pháp. Của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi. Mình và ông Trọng thì mình, cái cảm xúc của mình đó là mình nhớ về bà ngoại của mình. Lúc bị già, bà ngoại mình có bị tai biến, bị liệt nửa người, nhưng mà cũng hơi là cũng nhận biết được con cháu. Trước khi ngày mà bà ngoại mình mất đó, thì mình có đút cho ngoại mình cũng là một tô bánh canh. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi. Vì tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Thiên thần luôn có cánh và xinh đẹp. Trong những bức tranh, thiên thần luôn bay lượn và hát ca, không bao giờ nằm lặng im. Và thiên thần chỉ đem lại nụ cười, không bao giờ đem lại nước mắt. Dù không mang trên mình những đôi cánh, nhưng những thiên thần kia chung một khát vọng sống và hy vọng một ngày mai tươi đẹp. Thì chị Việt Hương có cái cảm tình đặc biệt với một bạn nào không trong sáu bạn thí sinh này? Cái lúc đó thì Việt Hương để ý nhất bạn Quỳnh Minh Hiếu. Còn riêng chị Hồng Vân, trong cái quá trình mà các bạn thi đó, thì chị cảm thấy rằng là cái tình cảm của bạn nào khi thể hiện làm cho chị cảm thấy rằng là bạn đó ở ngoài đời sống tình cảm nhất ạ? Cảm nhận chắc là bạn... bạn Huyền á. Thanh Huyền. Thanh Huyền. Là bởi vì bạn Huyền đã là một người mẹ rồi, cho nên là bạn Huyền cảm nhận được
thế nào là tình cảm mẹ con. Còn John, trong các bạn thí sinh, John thấy là cái bạn nào thể hiện tình cảm nó đời nhất, nó dễ đến gần với trái tim của khán giả nhất. John có rất là nhiều thu hút với Minh Hiếu. Vì mỗi lần mình gặp Minh Hiếu ở ngoài và mình thấy cái cảm giác của Minh Hiếu trên cái sân khấu, mình thấy Hiếu có cái một cái duyên rất là tự nhiên. Cái tự nhiên đó thì người Việt họ gọi đó rất là đời. Và thưa quý vị, tất cả những tình cảm chân thật đó ngày hôm nay trong tuần lễ này sẽ được thể hiện nhiều nhất, là bởi vì họ chứng kiến được những gì, họ cảm thông được những gì, họ sẽ thể hiện qua cái bài nhảy của mình. Và những câu chuyện về những mảnh đời sẽ được khắc họa rõ nét nhất qua ngôn ngữ nhảy múa của họ. Và câu chuyện đầu tiên, thưa quý vị, về những người buôn gánh bán bưng ở ngoài đường thôi, nhưng mà họ sẽ suy nghĩ về sự tích cực như thế nào. Thì mời quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên, Trà My và Hà Lộc. Trước khi mà vô chương trình á, My có mang một cái bộ áo dài theo My đã mua khoảng 2 năm về trước. Thì lần đầu tiên mặc vừa, cảm xúc nó trời ơi, kiểu là sướng dễ sợ như. Người ơi, mình chụp hình đi, để em gửi về cho mẹ em. Nếu mà không có anh Lộc là chỗ dựa vững chắc cho mình cho đến thời điểm này thì sẽ không có Trà My ngồi ở tại đây. Bài nhảy tuần này là bài nhảy mình thấy giống cái tính cách mình nhất. Anh em quyết tâm là sẽ cùng nhau cố gắng, dù là không biết là đi đến đâu, nhưng mà cùng nhau cố gắng vượt qua mọi trở ngại và thử thách. Chào em về đây. John thấy sao về cái tiết mục đầu tiên này nhỉ? Thì cái phần đầu lúc mình sử dụng mấy cái dụng cụ để phát âm trong cái nhạc đó, anh thích cái điều đó, nó rất là sáng tạo nhá. Và cái bài nhạc này nó rất là hay. Bây giờ nếu mà nói về cái phần nhảy thì hơi có vấn đề nhá. Nhiều chỗ mấy cái tổ hợp nhảy nhiều lần mình chưa đều lắm. Anh chưa có hài lòng với bài này lắm. Cảm ơn John. Mời chị Vân. Chị cảm giác là khi em chuyển một cái động tác qua một cái tổ hợp khác thì em hơi bị ngập ngừng. Cái đó là nó có cái lộ rõ đó là về My á. Nhưng mà hôm nay á, em lại mặc dù ăn mặc thì rất là sập sệ như vậy, nhưng mà em đẹp lắm. Cưng nắm. Chị Hương, chị thấy bài này sao ạ? Nãy chị có coi cái clip của em á, chị thấy em mặc áo dài được, chị vui lắm. Mà cái áo dài nó mang cái tông màu đẹp, cái màu đẹp nâu đỏ đó, đỏ, đẹp lắm. Với cái bài này, cái biểu cảm cột tóc thì phải dễ thương ha. Thì khúc đầu làm được quá đầu thì dễ thương, khúc sau á cái bài dựng nó quá nhanh, cái động tác quá nhiều, phải lo nhớ. Thành ra cái mặt nó không còn cái sự tươi sáng, cái sự tí tửng, cái sự dễ thương của cái đứa bán chanh. Bán được thôi, lo cái ông bán cá rồi ông sao ha. Mà cái ông bán cá còn dễ hình con cá, xong ngộn gõ nữa, thấy cưng quá.
thành ra là mình đương nhiên mình bị mờ trước cái bạn kia. Thưa quý vị, thật sự ra như thế này, quý vị phải hiểu cho Trà My, người ta mập quen rồi, hôm nay người ta ốm lại, người ta chưa làm quen với cơ thể này kịp, nên nhiều khi bình thường á, cái giò ta nâng cực khổ, người ta dùng cái lực giò, nhưng hôm nay cái giò nó nhẹ lại, nâng cái nhiều khi nó bị nhẹ quá, thành thử ra cái điều khiển cơ thể nó hơi chệch choạng chút xíu. Em Binh không có khoa học. Dạ. Chủ yếu là em khoe đôi dài em thôi, chứ Binh không có khoa học nha. Nếu như mà hồi nãy tôi mà muốn khoe đôi dài của tôi thì tôi sẽ nói rằng cái chân các bạn nặng quá, các bạn giơ lên nó như thế này, các bạn đưa xuống nó như thế này, đó mới là khoe giày. Chứ còn giơ như giày, đưa như giày thì làm sao gọi là khoe giày được. Tội nghiệp MC, làm một chương trình không được bao nhiêu lương mà bị bay, bị giám khảo mạt sát không thương tiếc, mà đôi giày của tôi có gì để khoe. Chị em với nhau. Ủa sao? Ai làm gì khóc? Tôi sợ mà chửi ta đã xong khóc à. Dạ thưa quý vị, đây là đời, chúng tôi vẫn yêu thương nhau, đúng không chị? Thế này thưa quý vị, là ngoài cái việc giảm cân ra, hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị xem lại một cái hành trình giảm cân của các bạn, để xem là cái ngày đầu tiên khi các bạn đến với cuộc thi, thân hình nó như thế nào, và ngày hôm nay các bạn đã có gì trong tay. Mời quý vị theo dõi hành trình của Trà My. Wow, ngày đầu mập quá. Thưa quý vị, đây là hình ảnh đầu tiên của Trà My khi xuất hiện trong cuộc thi. Và quý vị hãy nhìn đây, cái bờ đùi đã được thu gọn lại đáng kể. Thì quý vị đã thấy trong vòng 6 tuần lễ người ta làm được những gì. Cổ vũ cho Trà My đi quý vị. Chị Vân, chị có muốn một ngày nào đó chị được chứng kiến Trà My ốm nhất có thể không ạ? À? Yeah! Yeah! Trời ơi, hai người trời ơi, chồng mai bán Tết hả? Yeah, trời ơi! Đúng là Trà My đẹp quá. Hồi nãy nói chuyện nhỏ thôi. Ban tổ chức á, là ngày hôm nay có may cho tôi hai bộ đồ. Một cái nhỏ và một cái bự hơn chút xíu. Để không biết cái số cân của tôi nó có lên xuống như thế nào. Cái sau đó tôi lựa một được một cái. Còn cái kia thì Việt Hương có nói chị sao chị cầm về luôn đi. Mình chị hỏi em nè, cái size của chị Vân ai mặc vừa? Mình đem về bộ đó thôi. Đúng không? Đây, nó nói một câu y như vậy. Nó chị, cái chị, size của chị ai mặc vừa? Chị đem về đi. Chị ngã em chị Vân. Một gáo nước lạnh tạt vào mặt ban giám khảo. Tới chừng ra đây gặp mấy em nó thì thấy là rõ ràng là còn dễ sợ hơn cái tưởng tượng của mình. Mình nghĩ là chỉ xuống xíu thôi ha. Nhưng mà bữa nay là số 1. Cảm ơn chị Hồng Vân. Chúc mừng con, Trà My. Thưa quý vị, chị Hồng Vân đã chia sẻ một câu chuyện về nỗi đau của chị để mang đến một niềm vui cho các bạn thí sinh. Đó là cả một sự hy sinh cao cả về tâm lý của người giám khảo ngồi tại hiện trường khi chứng kiến các bạn thí sinh dần dần bằng một phân nửa của mình. Đổi MC em ơi. Đổi cho rồi đi. Thưa quý vị, hãy dành cho họ một tràng pháo tay. Tinh thần của chị Hồng Vân tuyệt vời. Em thấy chưa My? Vì em mà chúng tôi xém không nhìn mặt nhau. Thưa quý vị, đây là số điểm của giám khảo dành cho bài biểu diễn đầu tiên của Trà My. Xin mời giám khảo Việt Hương. 7 điểm. Xin mời giám khảo Hồng Vân. 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần. 7 điểm. Điểm trung bình đến từ giám khảo dành cho Trà My là 7,3. Và bây giờ là điểm giảm cân. Xin mời bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước Trà My nặng 71,5kg. Và tuần này cân nặng của bạn là 68,5kg. Bạn xuống 3kg, tương đương với 4,2% cơ thể. Tổng điểm 11,5. Thưa quý vị, đây là một điểm số rất rất cao. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tiếp tục chứng kiến câu chuyện thứ hai trên sân khấu này sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay và đừng chuyển kênh quý vị nhé.